Xin chào quý vị và các bạn. Thì như các bạn đã biết, tình hình hiện nay đã có rất nhiều các anh em kêu ở trên mạng xã hội là đã bị mất pi ở trong ví. Thì không hiểu lý do gì mà đã bị mất, mặc dù các bạn tạo ví xong để đấy không vào các trang web lạ, hay là tình cờ dán 24 từ khóa mật khẩu vào những cái trang web lừa đảo. Thì như mình phân tích trong một số những clip trước là rất có khả năng các anh em lưu trữ cái cụm 24 từ khóa mật khẩu ấy nó bị tình cờ rò rỉ bằng một cách nào đấy trên cái thiết bị di động này. Đây, cái điện thoại di động của các bạn đang cài trình duyệt pi và thiết lập cái ví ở trên cái trình duyệt đấy. Thì có thể các anh em lưu cụm 24 từ khóa mật khẩu vào mục ghi chú, hoặc là gửi cho người thân, hoặc là cho chính bản thân mình ở trên cái những cái nền tảng mạng xã hội, ví dụ như là tin nhắn trên Zalo này, tin nhắn trên Messenger này. Đó, thì chính những cái việc làm đấy của các anh em sẽ có rủi ro làm cho các cái đối tượng hacker có thể lấy được cái cụm 24 từ khóa mật khẩu, hoặc cái điện thoại mà các anh em đang dùng này này đã bị cài một số những cái phần mềm gọi là gián điệp, ví dụ như là theo dõi cái gọi là cái key lock ấy. Anh em có tin được rằng là họ có thể xem được việc các anh em đang nhắn tin hoặc là sử dụng bàn phím như thế nào. Đó, thì đấy là những cái rủi ro cho những cái tài khoản mà cài đặt ví pi ở trên những điện thoại cũ. Chính vì lý do đó mình phải kiếm một số những cái điện thoại nó cấu hình thấp. Đây là con Vinsmart Pi các bạn nhé. Đó, và không cài cái gì khác, chỉ cài mỗi áp đảo pi, trình duyệt pi, và mình sẽ tạo cái ví mới ở trên chiếc điện thoại này sau khi đã vào cái chế độ gọi là reset lại theo cái nguyên trạng lúc mà máy mới xuất xưởng. Đó, thì các em có thể tìm vào mục cài đặt, để mình tìm nó xem nó mục cài đặt của cái máy này nó ở đâu. Cấu hình của con này thì nó cũng rất là thô sơ và ấy thôi. Đấy, các em sẽ vào mục system ấy. Đó, reset đây. EJODATA Factory Reset đấy. Nếu mà bạn nào có để tiếng Việt thì nó sẽ là xóa tất cả dữ liệu. Đấy, Factory Reset là reset như lúc mới xuất xưởng. Đấy, các bạn vào đây là nó tất cả những cái thứ được lưu trữ ở trên trên máy, ví dụ như là tài khoản Google này, các cái download music, photo và các cái user data khác. Đấy, thì bạn sẽ ấn vào mục reset phone này. Đó, nó sẽ hỏi là sẽ xóa tất cả mọi thứ. Mình không chắc cái việc làm này nó có thể xóa được tất cả những cái phần mềm mà gọi là gián điệp ở trên chiếc điện thoại mà các bạn đã sử dụng hay không. Nhưng tuy nhiên thì mình nghĩ là có thể nó sẽ làm giảm bớt cái nguy cơ mà các bạn sẽ bị đối tượng xấu hack mất ví đi, hack mất ví pi. Do vậy thì vẫn cứ phải thử thôi. Và nếu mà đối tượng mà còn có thể hack được nữa thì thật sự là mình cũng đến quỳ lại cái đối tượng hacker ấy thôi, cũng không còn cách nào khác. Tuy nhiên thì việc mà đầu tư một cái con máy điện thoại cũ như thế này thì nó vẫn nằm trong cái khả năng tài chính của mình được, nó cũng tầm mấy trăm nghìn rẻ rẻ thôi. Đó, nhưng mà bù lại thì mình sẽ cảm thấy an tâm hơn khi mà sử dụng cái điện thoại trong công việc hàng ngày. Đây, nó quá nhiều thứ, quá nhiều cái rủi ro tiềm ẩn để hacker có thể lấy được những cái thông tin quan trọng của mình, đặc biệt là với ví pi các bạn nhé. Đấy là cái kinh nghiệm của mình xin được chia sẻ với quý vị các bạn. Như vậy thì nó vẫn phải tốn một chút chi phí. Còn bạn nào mà có điện thoại cũ trong gia đình không sử dụng đến thì các bạn có thể hoàn toàn sử dụng những chiếc điện thoại đó, reset lại máy như mình và cài lại app đào pi, tạo một ví mới. Và bạn cách đi cái điện thoại đấy ra khỏi cuộc sống của các bạn hàng ngày, như là mạng xã hội này, các cái phần mềm giải trí bạn hay dùng hàng ngày, cũng như là các cái app sử dụng cho công việc của bạn, để đảm bảo cho cái điện thoại này được an toàn với những cái rủi ro mà có thể gặp phải khi bị hacker lấy những thông tin để có thể chiếm đoạt ví pi các bạn nhé. Rồi, các bạn có thể follow kênh Invest TV chúng mình để có thể nhận được những cái thông tin cập nhật mới nhất, cũng như là có những cái thông tin cảnh báo về việc bị hack mất ví pi. Xin chào và hẹn gặp lại.